À, xin chào anh em xứ cây giống mò cày Bắc và xứ chăn nuôi. Ở đây mình có một ít mít, mình dự kiến là mình bán bo. Có anh em nào có nhu cầu bo mít thì liên hệ với mình, để lại cái tin nhắn ở đây rồi mình sẽ trả lời tin nhắn của anh em. Ở dưới này mình thả lục bình. Cái chiều dài của cái mương này nó nằm tầm khoảng 70 mét. Chiều ngang khoảng cỡ 2 mét mấy, 3 mét gì đó. Mình đã thả lục bình bít hết rồi. Mục đích của mình là thả lục bình để cho con ốc bươu vàng nó ăn. Rồi mình sẽ lấy con ốc bươu vàng đó mình quay lại mình chế biến, mình thủy phân nó ra cho con gà con vịt ăn. Còn bên này là cái bờ bên này thì chưa có trồng gì hết, để trống luôn. Có hệ thống tưới tự động sẵn rồi. Chiều dài khoảng cỡ 80 mét. Bên kia là cái mương của người ta thì có 22 cái bờ lớn, mỗi bờ chiều dài khoảng cỡ 80 mét đó. Thì bên này còn một cái bờ nữa, mình vừa mới phun thuốc cỏ mà khúc chỗ này nó bị mưa cho nên nó không có chết, khúc trên nó chết, cái này chắc phải phun thuốc cỏ lại đó. Thì cái bờ bên này cũng chiều ngang của cái bờ khoảng cỡ 8-9 mét gì đó. Còn có hệ thống tưới tự động sẵn rồi, có máy bơm sẵn luôn. Bên này có một cái dũng, mình vừa mới dọn cái dũng bên này để mình thả lục bình xuống. Đây cho anh em coi cái dũng này mình dọn rồi, mình thả mới thả lục bình xuống thôi nè. Nó còn bên này còn một cái dũng nữa chưa dọn, tính đây là dọn nè. Bên này cũng có một cái dũng nữa nha. Dũng này đang còn tùm lắm, chưa có dọn gì hết. Bữa nay mình dọn cái dũng này luôn. Rồi bên bờ bên này thì có một ít mai. Mai này thì mình có thả dịch ở dưới này thì cũng không sao hết. Ít mai à, có hệ thống tưới rồi. Dưới này thì có cái dũng bờ. Đây có cái nền cao hơn một chút xíu. Thì cái nền này là sẽ làm cái chòi, sửa cái chòi này lại. Rồi làm cái chòi ở đây, mình vừa ở mình giữ mà mình vừa chế biến thức ăn cho gà vịt luôn. Thì dự kiến ở đây mình sẽ thả gà, thả vịt, nuôi gà nuôi vịt luôn, rồi mình thu lại cái phân gà, phân vịt đó mình nuôi con ấu trùng ruồi lính đen. Còn ở dưới mương thì mình thả con ốc bươu vàng, ở đây mình đã có thả một ít rồi. Ngày mai mình lấy cái ốc bươu vàng ở trại trên kia mình thả xuống đây cho nó ăn cái lục bình này luôn. Cái lục bình này cũng có thể là vớt lên để cho xay ra cho vịt ăn được. Nhưng mà cái này thì mình sử dụng để mình nuôi con ốc, rồi mình lấy con ốc bươu vàng đó rồi mình xay, mình thủy phân ra cho con vịt ăn luôn. Đó thì có, đây có mít nè. Anh em nào có nhu cầu bo mít thì liên hệ mình nha. Nhắn tin vô đây rồi mình liên hệ mình bằng cách nhắn tin vô trong cái clip này nè, rồi có gì mình coi rồi mình trả lời lại cho. Rồi anh em nào mà muốn hợp tác chăn nuôi thì cũng nhắn, để lại tin nhắn ở đây. Có gì mình sẽ liên hệ với anh em. Để lại tin nhắn, để lại số điện thoại ở đây nha, rồi có gì mình liên hệ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Cảm ơn chủ group đã cho đăng bài nha.